Chương 201 vậy chẳng phải là Lê Văn Vân có tài sản hơn trăm triệu sao? Nói xong, anh lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt trên mặt bàn, bình tĩnh nói, tấm thẻ này, chắc là anh biết. Trong giây phút nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng màu xanh này, những người nhận ra tấm thẻ kim cương Tân Hải ở đây đều chấn động. Lê Cảnh An, Tào Vân, Tả Tà Hạo, Liễu Ngọc. Đương nhiên là Liễu Ngọc không thể nào có được thẻ ngân hàng Tân Hải, nhưng Tả Hạo có, cũng từng khoe khoang với cô ấy cũng từng giới thiệu qua chế độ của ngân hàng Tân Hải. Cho nên cô ấy cũng nhận ra. Tả hạo cảm thấy cổ có hơi lạnh, cuối cùng anh ta đã biết vì sao Lê Văn Vân lại quen biết Trần Mỹ Huyên. Lúc này, ánh mắt Lê Văn Vân bình tĩnh nhìn về phía anh ta. Sau đó, lấy điện thoại ra, cười như không cười nói, hôm nay, tôi sẽ để anh chết được rõ ràng. Trong khách sạn, Tào Dung vừa hét lên chất vấn đã khiến vô số người đưa mắt nhìn về phía Lê Văn Vân tấm thẻ ngân hàng màu xanh đặt lên bàn làm sắc mặt rất nhiều người thoát biến đổi, đa phần vẫn là người không hiểu mấy, thế nhưng bọn họ cũng đều biết tấm thẻ ấy đại diện cho thứ gì đó không hề tầm thường. Audio điện tử võ tấn bền Đấy là gì thế? Sao ngay cả tả hạo với Lê Cảnh An cũng biến sắc vậy? Có người hiểu về ngân hàng Tân Hải nói, đấy là thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, biết ngân hàng Tân Hải không? Chính là ngân hàng chuyên phục vụ cho người giàu có, muốn gửi ngân hàng cũng phải có ít nhất một triệu mới được, hơn nữa đấy chỉ mới là thẻ bạc cấp thấp nhất thôi, kế đó là vàng, bạch kim. Muốn có thẻ vàng, thẻ bạch kim thì phải gửi ngân hàng hơn trăm triệu mới được. Thẻ kim cương kia còn kinh hơn thế nhiều, lượng phát hành rất ít, nghe nói cả Lâm Hải chỉ có một tấm, những người có tiền trong dòng họ lớn cũng không có được đâu. chương 202 cái công ty game rách nát của anh, nhất định sẽ phá sản trong vòng 3 ngày. Tả hạo nhíu mày đáp lại, tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Nét mặt Liễu Ngọc thoáng thay đổi, Tào Dung đứng bên cạnh cũng vội vàng nói, Lê Văn Vân, cậu đừng có mà ăn nói lung tung. Lê Văn Vân cười gắn liếc mắt nhìn Tào Dung, thản nhiên nói, gì, ban đầu con vẫn luôn nể mặt gì, gì liên tục bịa lời nhiều lần con cũng không muốn so đo với gì. Nhưng con nể mặt gì, dù không cần, cũng đừng trách con. Nói xong, anh lấy điện thoại ra, mở đến tấm ảnh mình đã chụp, đưa điện thoại cho Liễu Ngọc, thản nhiên nói, chưa hôm qua tôi đi ăn cơm với bạn bè, lúc rời đi lại vừa lúc bắt gặp anh cùng với một người phụ nữ tiến vào nhà hàng kia, thuận tay chụp lại mấy bức. Hơn nữa tôi còn nghe rõ người phụ nữ kia đã hỏi anh rằng có phải Liễu Ngọc đã biết rõ quan hệ của anh với cô ấy không, mà anh cũng trả lời thẳng với cô ấy rằng, anh phải nghĩ cách thông qua bố tôi nắm lấy mối đầu tư từ tập đoàn Hán Vũ, sau đó anh sẽ chia tay với Liễu Ngọc. Lê Văn Vân nói, tả hạo ngây ngẩn cả người, anh ta cũng nhìn thấy tấm ảnh. Tào Dung đứng bên cạnh cũng biến sắc theo. Từ khi Tả Hạo cặp với Liễu Ngọc, bà ta vẫn luôn cực kỳ đắc ý, đi khắp nơi khoe khoang mình tìm được một người con rể tốt. Bây giờ, mục đích của Tả Hạo bị vạch trần trước mặt mọi người, chỉ trong chớp mắt, bà ta cảm thấy không giữ được mặt mũi nữa rồi, bà ta trừng to hai mắt nhìn Lê Văn Vân mắng, "Lê Văn Vân, cậu đừng có mà nói lung tung, đây là chuyện nhà chúng tôi, liên quan gì đến cậu?" lê văn vân lạnh nhạt liếc nhìn tào dung tiếp đó lại nhìn tả hạo khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ tả hạo tôi nói hôm nay sẽ để anh được chết rõ ràng dù phía gì có kém hơn bên tôi nhưng bọn họ vẫn là họ hàng của tôi có quan hệ máu ngủ với mẹ tôi không phải là người anh có thể gây chuyện anh cũng không nên tính kế đến đầu bố tôi liễu ngọc vừa nhìn thấy tấm ảnh thì đã lập tức chảy nước mắt nằm úp sấp lên bàn lê văn vân nhìn cô ấy thầm nghĩ trong lòng đau dài không bằng đau ngắn Tiếp đó anh lại tiếp tục nhìn tả hạo nói, chủ tịch lôi tập đoàn Hán Vũ và tôi đã từng có giao tình, chuyện của tôi, ông ấy sẽ đáp ứng vô điều kiện, bao gồm cả chuyện bố tôi đến làm tại tập đoàn Hán Vũ. Thực tế cũng do tôi bảo chủ tịch lôi sắp xếp, anh đừng hòng xuống tay với tập đoàn Hán Vũ từ chỗ này, nắm được một đồng tiền đầu tư. Trái lại, nói rồi anh dùng ánh mắt lạnh bằng nhìn tả hạo, thản nhiên nói cái công ty game rách nát của anh, nhất định sẽ phá sản trong vòng 3 ngày. Tả hạo vừa nghe thể thì lập tức biến sắc, khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân nói, anh muốn làm gì? chương 203, đây là đối nhân xử thế. Bảo anh cút, không nghe hiểu tiếng người sao. Lê Văn Vân lạnh lùng hỏi. Tào Trác Hào và Tào Duyệt đứng cạnh muốn nói gì đó, nhưng nháy mắt này lại không còn lại gì để nói, bọn họ khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân. Cũng giống đa số người khác, hiện giờ trong đầu bọn họ cũng chỉ toàn bột nháo. Bọn họ không ngờ mọi chuyện sẽ tiến triển đến mức này, Bọn họ càng không nghĩ ra tại sao Lê Văn Vân ngồi tù 9 năm lại có được mấy thứ này. Sao lại có nhiều tiền đến vậy? Nếu anh không đi, vậy tôi sẽ ném anh ra." Lê Văn Vân thản nhiên nói. Mặt Tả Hạo đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng lúc này anh ta hoàn toàn không dám chống lại ý Lê Văn Vân, chỉ đành xám xịt rời đi. Còn Tào Dung bên cạnh thì lại mặt đầy phẫn hận nhìn Lê Văn Vân, như còn có chút không nỡ bỏ tên Tả Hạo vừa rời đi kia. Đúng thế, Tả Hạo là con rể rùa vàng mà bà ta nhận định, có đôi lúc ánh mắt của con người thiển cận như thế đấy. Bấy giờ, sau ra thì khi thấy cảnh tượng hoành tráng, tác dụng của Lê Cảnh An lập tức hiện ra, ông ấy vội vàng khoát tay nói, "Được rồi, tất cả mọi người đều ngồi đi, sẽ bắt đầu dọn thức ăn lên ngay." "Tào Dung, cô mau dẫn Liễu Ngọc đến chỗ nào vắng vẻ chút, mọi người đều đến an ủi con bé chút đi." Ông ấy nói với Tào Trác Hào. Cảm xúc của mọi người chậm rãi an ổn trở lại. Chương 204 đều là người chỉ nhận tiền làm chủ. Dưới khách sạn bấy giờ tương đối ít người, vì đã bắt đầu dọn món ăn lên thế nên đại đa số người cũng đã đến lầu 2 để bắt đầu chuẩn bị dùng bữa. Trạng thái tinh thần của cả người Liễu Ngọc hơi suy sụp, cô ấy ngồi ở kia, nước mắt chảy ròng. Tào Dung ngồi cạnh ôm cô ấy, mặt rất khó nhìn, bà ta cắn răng nói, "Liễu Ngọc, con đừng đau lòng nữa, không thì con thử đi hỏi ý tên Tả Hạo kia một chút xem, mẹ đã từng tiếp xúc với tên đó." Cảm giác tên đó làm người cũng không tệ, nếu tên đó còn nguyện ý cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia, mẹ cảm thấy vẫn có thể ở cạnh tên đó. Mẹ, sao mẹ lại có thể nói như vậy, chỉ vừa có chút tiền là mẹ đã muốn đẩy con xuống hố lửa rồi sao? Liễu Ngọc khóc, nhìn Tào Dung nói. Tào Duyệt vội vàng đáp lời, không nói chuyện này không nói chuyện này nữa, hôm nay là đại thọ 80 tuổi của bà, cô cũng đừng buồn lòng nữa, lần này Lê Văn Vân cũng thật quá đáng, loại chuyện này nói riêng là được rồi cần gì phải nói trước mặt nhiều người ngoài như vậy. Tào Trác Hào cũng cười gần nói, đúng đấy, cho là có ít tiền thì ngon rồi, còn không biết tiền của tên đó đến từ đâu nữa. Liễu Ngọc cắn răng, sau đó ngẩng đầu, lau nước mắt rồi đáp, chuyện này không nên trách anh ấy, khi trước anh ấy đã nhắc nhở tôi, nói rằng Tả Hạo không hợp với tôi, Tả Hạo qua lại với tôi cũng vì tiếp cận dượng mà thôi, nói tên ấy đang lừa gạt tôi. Mọi người hẳn còn chưa hiểu, từ sau khi Lê Văn Vân trở về, mẹ của tôi đúng là có hùng hổ dọa anh ấy hơi quá. Tôi không trách anh ấy, chỉ trách bản thân mình mù mắt mà thôi. Lê Văn Vân đứng tại ngã rẽ cầu thang thoáng sửng sốt, kế đó lập tức xoa mũi mình, trong lòng chợt thả lòng. Khi còn bé, trong mấy anh em họ bọn họ, quan hệ giữa anh và Liễu Ngọc là tốt nhất, quan hệ với hai người Tào Trác Hào và Tào Duyệt thì lại chỉ ở mức tạm tạm. Liễu Ngọc có thể hiểu cho cách làm của anh, thế là đã đủ rồi. Tào Dung thở dài một hơi, ngồi xuống nói, bây giờ con đang đi làm tại công ty của tên đó, giờ Lê Văn Vân lại đắc tội tên đó rồi, con còn ở lại công ty tên đó được sao? Trường 205 một triệu sau thuế, đủ chưa? Tào Trác Hào đứng cạnh nhíu mày nói, Lê Văn Vân, cậu thì giỏi rồi, ngồi tù mấy năm, giờ quay về có tiền, là lập tức chỉ chỉ trỏ trỏ với người trong nhà. Đúng đấy, cậu có biết Tà Hảo đã đồng ý cho tôi với anh tôi đến công ty bọn họ đi làm rồi hay không? Một tháng một vạn hai, Hiện tại cậu lại cứ làm trò như thế, chúng tôi cũng không còn công việc nữa." Tào Duyệt chỉ vào Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân thoáng nhìn qua hai người Tào Trác Hào và Tào Duyệt, sờ mũi, thản nhiên đáp, khó trách hai người lại la liếm tên đó như thế, ra là vì nguyên nhân này à. "Tôi đã nói rất rõ rồi, tên đó làm tất cả những chuyện này đều chỉ vì muốn lợi dụng các người mà thôi, mục đích thực sự của tên đó là nhận được sự đầu tư của tập đoàn Hãn Vũ." hơn một vạn các người cầm trong một tháng này so ra chẳng đáng kể gì với mấy mối đầu tư trăm triệu mà tên đó muốn lấy tôi cũng nói rồi tên đó vừa nhận được số tiền kia nhất định sẽ qua cầu rút phán lê văn vân thản nhiên nói hừ cái gì cũng chạy ra từ trong miệng cậu hết tào duyệt thở ơ nói lê văn vân nhíu mày một cái rồi anh tiến đến cạnh liễu ngọc nhìn về phía liễu ngọc nói liễu ngọc đừng đau lòng nữa cũng đừng đi làm bên chỗ tả hạo tên đó lợi dụng cô để đối phó bố mẹ tôi, tôi sẽ không để tên đó sống yên. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc công ty của tên đó sẽ phá sản thôi, rồi tên đó sẽ lại biến thành một tên nghèo mặt dẹp. Tiếp đó Lê Văn Vân bước tới trước mặt cô ấy, thở ra một hơi, hệt như khi còn bé, khẽ xoa đầu cô ấy nói, sau đó cô đến tập đoàn Hãn Vũ đi làm đi, tôi sẽ nói lôi bân chủ tịch lôi sắp xếp một công việc cho cô. Hả? Anh vừa nói ra câu này, tất cả mọi người đều nháy mắt ngẩn người. Liễu Ngọc cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Văn Vân. Tào Dung ngạc nhiên hỏi, thật hay giả đấy? Thật sự có thể để Liễu Ngọc đến tập đoàn Hãn Vũ đi làm sao? Lê Văn Vân nhẹ nhàng liếc sang phía Tào Dung, nếu không phải vì bố mẹ. Audio điện tử võ tấn bền. chương 206 cả hai đều hối hận đến phát điên. Được, lôi bân lại đáp. Cúp điện thoại rồi, Lê Văn Vân không thèm để ý đến người khác, cúi đầu nhìn Liễu Ngọc nói, giờ thì đã tin rồi đi tâm trạng có tốt hơn chút nào không liễu ngọc đờ đẫn nhìn cảnh này ngay sau đó cô ấy ngẩng đầu nhìn lê văn vân hỏi anh lúc về rõ ràng tôi đã tỏ thái độ không mấy tốt lành gì với anh vì sao anh lại vẫn muốn đối tốt với tôi như vậy lê văn vân cười nói ít nhất thì cô vẫn đang ở đây biết trần mỹ huyên là do tôi giới thiệu cho mọi người cô cũng đã nói lời cảm ơn rồi hơn nữa chúng ta đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ đó có phải hiểu lầm, nói ra là tốt rồi. Liễu Ngọc hé miệng, kế đó lại hỏi, vậy nên, lúc trước anh thật sự bị oan sao? Lê Văn Vân gật đầu nói, đúng vậy, qua một thời gian nữa tôi sẽ chứng minh. Được rồi, tâm trạng tốt lên rồi thì lên ngay đi, bà ngoại vẫn đang chờ chúng ta đấy. Tào Dung đứng bên cạnh, mặt đầy lúng túng. Hiện tại Lê Văn Vân vừa mới tìm công việc cho con gái bà ta, khiến bà ta có phần luống cuống chân tay. Một giây trước, Bà ta còn đang buông lời ác độc với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân không hề để ý đến bọn họ, đỡ Liễu Ngọc đi dọc về phía cầu thang, ở phía sau anh, Tào Trác Hào và Tào Duyệt há miệng không lên tiếng. Đúng vậy, Lê Văn Vân vừa đứng trước mặt bọn họ tìm một công việc cho Liễu Ngọc, thế nhưng lại không nhắc đến bọn họ dù chỉ một từ. Bọn họ rất muốn xin Lê Văn Vân giới thiệu mình vào theo, thế nhưng giây trước đó bọn họ còn đang nói Lê Văn Vân không đúng, giờ lại muốn yêu cầu thế bọn họ cũng không có ra mặt dày như vậy. Trong chốc lát, Tào Dung đứng ở kia, không biết nên nói gì, Lê Văn Vân cũng không thèm phản ứng bà ta. Chuyện cùng xem như đã giải quyết viên mãn, vì lúc trước Lê Văn Vân đã gây náo động lớn, chủ đề đàm luận của những người kia cũng di rời từ việc anh ngồi tù thành việc vì sao anh lại có tiền như vậy. Lê Văn Vân cũng không giải thích gì với mọi người, chỉ ngồi vào bàn. chương 207, vậy con nhớ chú ý an toàn. Lê Văn Vân nghe thấy thế thì sắc mặt hơi thay đổi, đưa mắt nhìn Tào Trác Hào và Tào Duyệt. Hiển nhiên, hai người thấy Liễu Ngọc tìm được công việc tốt như vậy thì cũng động lòng, hơi ngượng ngùng xin lỗi vì trước kia từng nói lời ác ý với đối phương. Sở dĩ bọn họ đến tìm Tào Kim là muốn nhờ Tào Kim ra mặt nói giúp. Lê Văn Vân âm thầm cười khổ. Từ năm 18 tuổi bị oan, gia nhập người gác đêm cho tới 3 năm trước gặp chuyện không hay, anh cũng không quá lo lắng về chuyện tiền bạc mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ thành công anh thường có thể lấy được một ít cổ phần của công ty những cổ phần này trải rộng từ trong nước ra nước ngoài trong người gác đêm thậm chí còn có người chuyên môn xử lý giúp anh những cái này lê văn vân cũng không biết bản thân mình giàu đến mức nào thế nhưng trong ba năm nay mất trí nhớ anh mới thật sự cảm nhận được xã hội này tàn khốc đến mức độ nào gió chiều nào theo chiều đấy có tiền là có tất cả liễu ngọc thì thôi nể tình ngày xưa có quan hệ tốt với nhau ở bên ngoài thái độ của cô ấy với lê văn vân cũng coi như không tệ lê văn vân cho cô ấy một công việc gì đó thì cũng là chuyện bình thường đi thế nhưng ti ti và tào duyệt dựa vào đâu từ nhỏ quan hệ giữa bọn họ cũng bình thường thì không nói sao hôm nay bọn họ lại hướng về người ngoài thế chứ mặc dù lúc bị tà hạo vạch trần bọn họ còn mặt dày nói mình không thể lê văn vân không phải là thánh mẫu nếu như không phải vì để ý đến tâm trạng của cha mẹ thì anh đã bảo cha mẹ đừng lui tới với hạng người như Tào Duyệt làm gì cả. Anh thở dài một hơi nói, cậu cả, không phải là cháu không muốn làm đâu, thế nhưng dù cháu và chủ tịch lôi có quen biết đi nữa, thế nhưng mấy cái chuyện này bớt một chuyện coi như đỡ nợ chút ân tình, cháu vừa gọi điện cho ông ấy để xin việc cho Liễu Ngọc rồi, bây giờ lại nói chuyện đó nữa thì không tốt lắm. Trong ánh mắt Tào Trác Hào và Tào Duyệt lộ ra vẻ thất vọng, đồng thời còn kèm theo chút phẫn nộ. Có lẽ trong lòng bọn họ, Lê Văn Vân giúp Liễu Ngọc mà không giúp bọn họ là rất quá đáng. Diệp Cảnh An và Tào Vân ngồi hai bên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên sự lo lắng, lo rằng Tào Kim sẽ âm thầm ghi thù. Tào Kim thở dài một hơi, "Thế à, thôi được rồi." Buổi tối, bọn họ ở lại khách sạn để ăn cơm, ăn xong, nghỉ ngơi một lúc, Diệp Cảnh An bèn nói, "Bây giờ giúp cũng đã xong hết rồi, mọi người đi xem căn nhà mà Lê Văn Vân tặng cho bà ngoại đi." Khóe miệng Lê Văn Vân hơi giật giật, anh cảm thấy câu chuyện phát triển theo hướng này là điều anh chưa từng nghĩ tới. Anh lúng túng, vội ho một tiếng nói, bố mẹ, hai người đưa bà ngoại và cậu về trước đi, con có hẹn ăn khuya với bạn, đi trước ạ. À? Diệp Cảnh An gật đầu nói, vậy con nhớ chú ý an toàn. Tạm biệt bọn họ xong, Lê Văn Vân gọi xe rời đi. Đương nhiên là anh chẳng hẹn ai đi ăn khuya cá, chỉ là anh cũng định tới chỗ Lê Hàng xem qua một cái, xem có thể nhận được chút may mắn nào không. Chương 208, Đặng Hân Hân là bạn thân của Diệp Mộng. La Trinh Ngọc nghe được số tiền lớn như thế, đều choáng váng, bà ấy vội vàng nói cái. Cái phòng này mẹ không nhận được, đắt quá. Lê Cảnh An đầu còn vẻ hoảng sợ như lúc nãy, ông nở nụ cười nói, mẹ, đây là Lê Văn Vân hiếu kính mẹ, mẹ cứ ở đi, chỉ có điều nơi này cũng khá lớn, mẹ để nhà anh ở đây cũng được. La Trinh Ngọc ngẩn ra, sau đó gật đầu nói, cũng được, sau này mọi người cứ qua đây ở náo nhiệt một chút cũng vui đám người tào trác hào ai nấy đều có vẻ vui mừng đoán người vào trong tham quan ngoại trừ giật mình thì chính là giật mình chỉ có hai vợ chồng ti và lê cảnh an là thỉnh thoảng lại tỏ ra lo lắng lần này lê văn vân khiến cho bọn họ vô cùng giật mình thẻ kim cương của ngân hàng tân hải vừa vung tiền đã mua một căn biệt thự đắt như thế mấy năm nay lê văn vân không phải ngồi tù Thế thì rốt cuộc là nó làm cái gì mà có nhiều tiền như thế? Lê Văn Vân đương nhiên không biết Lôi Bân đã chuẩn bị sẵn cho anh một căn biệt thự, khiến bố mẹ anh phải hoảng sợ. Lúc này anh đang đón xe tới Lôi Sơn Uyển, chỗ mà Lê Hàng ở. Chỗ này là một căn biệt thự liền kề, lúc Lê Văn Vân đến cửa rồi, cẩn thận nghe ngóng một chút, phát hiện bên trong không có ai. Đương nhiên là anh cũng không vội vã rời đi, dù sao thì giờ vẫn còn sớm, có thể Lê Hàng còn chưa về anh định lên mạng một chút thế nhưng đúng lúc đó điện thoại của anh rung lên anh lấy ra nhìn lướt qua thấy đặng hân hân gửi tới cái gì đó đó là một định vị trừ cái đó ra thì không còn gì nữa cả trong lòng lê văn vân căng thẳng anh biết sợ là đặng hân hân đã gặp chuyện không hay anh vội vã đón một chiếc taxi sau khi lên xe anh nhìn lướt qua định vị sắc mặt hơi thay đổi nói tới quán ba lưu hỏa trước đó đặng hân hân đã đề cập qua với lê văn vân có thể vưu tường sẽ ra tay với người nhà của cô ấy chỉ là anh không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy trong lòng anh cảm thấy vô cùng lo lắng anh không biết vưu tường sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì vì tức giận cho nên ánh mắt anh cũng dần trở nên lạnh lùng cũng may là từ chỗ anh tới quán ba lưu hỏa cũng không xa chẳng bao lâu sau anh đã dừng trước cửa quán ba ở trước cửa quán ba lúc này có vài người đang đứng bao gồm cả Bình Tân Khôn lần trước bị Lê Văn Vân đánh cho, trên mặt anh ta quấn không ít băng gạc. Khi nhìn thấy Lê Văn Vân tới, sắc mặt anh ta hơi thay đổi, vội vã nói: "Đi gọi anh Kỳ." Một người trong số đó vội vàng chạy vào trong quán ba, Bình Tân Khôn thì dẫn người đến chặn trước cửa quán, lúc Lê Văn Vân tới, Bình Tân Khôn cười lạnh nói với Lê Văn Vân: "Cháu trai, mày vẫn còn dám đến quán ba của bạn tao à?" Chương 209 người thứ hai anh gọi là hoàng lượng Lê Văn Vân thở dài một hơi, ánh mắt chậm rãi dao động trên người Bạch Kỳ nói, chuyện này tạo đã xác định là nhúng tay vào rồi. Bọn họ không để ý tới, cách đó không xa, có một người với vẻ ngoài đẹp trai mặc một chiếc hút đi, dựa vào tường đứng ở đó. Anh ta châm một điếu thuốc, sau đó liếc nhìn về phía cửa quán ba lưu hỏa, dáng vẻ như đang xem kịch hay. Ôi một đám ngu ngốc, lại trêu chọc tao nữa thì tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ hội. Anh ta rít một hơi thuốc, nhả một vòng khói lên trời nói, ôi, cao thủ thật cô đơn. Đúng vậy, đây chính là ngô nghiêu, tối hôm nay anh ta có mục tiêu xuất hiện quán ba lưu hỏa. Đợi đến khi khói thuốc tan hết ra, bỗng đúng lúc đó, anh ta nhìn thấy khuôn mặt của Lê Văn Vân, con người của anh ta hơi co lại. Con mẹ nó, sao lại là anh ta? Anh ta chửi một câu, vội vàng ném màu thuốc lá xuống đất, lấy điện thoại di động ra gọi đi. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Ngô Nghiêu vội vàng nói, sư phụ, còn phát hiện ra thằng nhóc kia đang bị một đám người vây bắt ngay trước cửa quán ba. Cái gì, ở đầu dây bên kia vang lên một tiếng hô lớn, được, ta lập tức tới ngay. Cửa quán ba lưu hỏa, ánh mắt Lê Văn Vân dần dần trở nên âm trầm. Trên đường đến quán ba lưu hỏa, anh đã gọi hai cuộc điện thoại, một cuộc điện thoại gọi cho Lôi Bân, từ Lôi Bân anh biết được Hoàng Lượng là người phụ trách cao nhất của ngân hàng Tân Hải ở thành phố Lâm Hải này. Người thứ hai anh gọi là Hoàng Lượng. Tổng phụ trách ngân hàng Tân Hải thành phố Lâm Hải này đã chân chính trở thành một cao tầng trong ngân hàng Tân Hải, mà người này Lê Văn Vân cũng quen biết, lúc trước ngân hàng Tân Hải đưa thẻ kim cương cho anh, ông ta cũng ở hiện trường. Lê Văn Vân nói cho ông ta biết chuyện của Đặng Hân Hân, lúc này chắc Hoàng Lượng cũng đang trên đường đến. Một nhân vật như Hoàng Lượng ở Lâm Hải tuyệt đối là người ở trên đỉnh, nếu ông ta ra mặt thì chuyện này có thể giải quyết rồi. Sở dĩ làm như vậy là vì Lê Văn Vân lo lắng đến quy tắc của người gác đêm, anh cố gắng không bại lộ vũ lực của bản thân. Nhưng hiện tại thời gian càng trôi qua, anh lại càng lo lắng cho sự an toàn của Đặng Hân Hân, nếu Đặng Hân Hân thật sự xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Chương 210, tất nhiên là làm cho cô sung sướng rồi. Thân hình cao lớn của Diệp Kỳ cũng nhịn không được lùi về phía sau một bước, giọng nói run rẩy, "Hoàng, Chủ tịch Hoàng Đúng vậy, người tới đúng là người phụ trách ngân hàng Tân Hải ở Lâm Hải, Hoàng Lượng. Ánh mắt ông ta liếc qua Diệp Kỳ, cuối cùng dừng ở trên người Lê Văn Vân, vừa muốn cúi đầu, Lê Văn Vân lại hơi lắc đầu với ông ta. Hoàng Lượng nghĩ đến thân phận của Lê Văn Vân cũng ngừng cúi đầu, thản nhiên nhìn Diệp Kỳ nói, "Đặng Hân Hân đâu?" "Cái này, Diệp Kỳ muốn nói lại thôi." Hoàng Lượng gật đầu nói, "Được, trong vòng 10 ngày nhà họ Diệp cậu chắc chắn sẽ phá sản." Vẻ mặt Diệp Kỳ hoảng sợ, anh ta không hề nghi ngờ về thực lực của ngân hàng Tân Hải, tuy quy mô sản nghiệp nhà họ Diệp tương đối lớn, nhưng cũng đại biểu cho bọn họ phải đi vay ngân hàng trước, nếu ngân hàng ngừng cho vay và bắt đầu thu nợ, đối với bọn họ mà nói vốn tài chính xoay vòng sẽ xuất hiện vấn đề, thậm chí có thể sẽ bị khởi tố biến thành kẻ không giữ chữ tín. Điều này không phải Diệp Kỳ có thể thừa nhận được. Mà hơi thở lạnh như băng trên người Lê Văn Vân chậm rãi biến mất. Diệp Kỳ cắn Giang nói, mấy người đi theo tôi. Trong một căn phòng trên tầng 2 quán bar, căn phòng có hiệu quả cách âm rất tốt, mặc dù là bên ngoài vô cùng náo nhiệt nhưng bên trong vẫn rất yên tĩnh. Lúc này ở trong phòng có rất nhiều người, Đặng Hân Hân đang ngồi ở bên kia, tóc cô hơi rối, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hàm răng nghiến lại. Ngoại trừ cô ra cũng có một người đang ngồi. Người này là một người đàn ông trung niên, mặc áo gió màu đen, tay cầm cái tẩu thuốc, trên đầu đội một cái mũ rộng vành, vành nón ép rất thấp, ông ta ngồi bắt chéo chân, bộ dạng như đang xem diễn. Nếu chú ý sẽ phát hiện ở chỗ cổ tay ông ta có một đóa hoa sen màu đỏ. Đúng vậy, người này đúng là sát thủ hàng đầu của tổ chức sát thủ Hồng Nguyệt. Ông ta không có nhúng tay chỉ ngồi ở đó, thoáng ngẩng đầu lên nhìn sang bên kia, lúc nhìn thấy Đặng Hân Hân thì ngẫu nhiên liếm môi một chút, lộ ra bộ dạng say mê. Cô có nói hay không? Vưu Tường đứng ở đó chỉ vào Đặng Hân Hân nói, nế. Mặt Diệp Mộng, tôi vẫn không động vào cô, nhưng cô đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi. Đặng Hân Hân ngửa đầu nói, tôi không nói, Vưu Tường, anh phải suy nghĩ cho kỹ, tôi là nhân viên ngân hàng Tân Hải, nếu nhà họ Vưu các anh đối đầu với ngân hàng Tân Hải có thể thừa nhận nổi hậu quả không? Hừ, chẳng lẽ cô còn không biết, bởi vì kiệt tác của cô mà hiện giờ nhà họ Vưu tôi đã ngưng hẳn tất cả hợp tác với ngân hàng Tân Hải. Vưu Tường cười lạnh nói, hơn nữa, cho dù đối nghịch với bọn họ thì sao? Bên cạnh, người đàn ông đè nặng vành nón, ông ta đổ tàn thuốc trong cái tẩu vào gạt tàn, sau đó chậm rãi đứng lên. Audio điện tử võ tấn bền chương 211, thật xin lỗi, anh đến chậm rồi. Lý Trạch đưa tay lấy tẩu thuốc chỉ về phía sau nói, xếp hàng. Sau đó ông ta nói với những người khác ở trong phòng, các anh em không cần sốt ruột, hôm nay mỗi người đều có phần tôi đầu tiên tôi tuổi cao sẽ xong rất nhanh những người phía sau nhìn thấy dáng người hoàn mỹ của đặng hân hân trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn thậm chí có người còn sờ cả dây thắt lưng của bản thân vu tường hơi nhíu mày tựa như bởi vì lý trạch là người thứ nhất nên không thoải mái anh ta lạnh lùng nhìn đặng hân hân nói đặng hân hân tôi cho có cơ hội cuối cùng cô có nói hay không đặng hân hân nghe thấy bọn họ nói chuyện nước mắt cũng chảy xuống nhưng cô vẫn nghiến răng nói vưu tường diệp mộng thật sự nhìn lầm anh tên khốn nạn nhà anh tôi tình nguyện chết cũng không nói một chữ cho anh bắt cô ta lại vưu tường quát một tiếng trong thời gian ngắn trên mặt vài người lộ ra vẻ dâm dê nghĩ lúc bắt cũng có thể sờ soạng chút dầm đúng lúc này đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra đồng thời giọng nói tức giận của hoàng lượng vang lên tôi thật muốn nhìn xem hôm nay ai dám đụng đến người của ngân hàng tân hải tôi Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Ở cửa, Diệp Kỳ đưa hai người Lê Văn Vân và Hoàng Lượng đi vào trong phòng, khi nhìn thấy Hoàng Lượng, sắc mặt Vưu Tường chợt biến đổi. Anh ta nhìn về phía Diệp Kỳ, Diệp Kỳ xua tay nói, không liên quan đến tôi, tôi cũng không biết tại sao chủ tịch Hoàng lại tìm được đến đây. Ai nha, hóa ra là Hoàng Lượng chủ tịch Hoàng, Vưu Tường cười nói, chúng ta gặp ở tòa án đi. Hoàng Lượng thản nhiên nói. Ngài nói gì vậy? Vưu Tường lên tiếng, nhà chúng tôi đã ngừng hợp tác với các người rồi, tôi mời Đặng Hân Hân đến quán ba chơi một chút cũng không trái pháp luật. Đúng vậy, người bên cạnh đều là người của Vưu Tường, nên đều nói hùa. Theo. Đúng rồi, bọn họ đều không còn hợp tác với ngân hàng Tân Hải, phía sau còn có Hồng Nguyệt chống lưng, anh ta cảm thấy không có gì phải sợ, nhưng mặt mũi của Hoàng Lượng vẫn phải cho. Hân Hân, nếu chủ tịch của các cô đã đến, vậy hôm nay chúng ta không thể chơi đùa được rồi. Cô đi với ông ấy đi." Vưu Tường nhún vai. Trong lúc nói chuyện, Lê Văn Vân đi về phía Đặng Hân Hân, Vưu Tường nhìn. Thấy anh thì vươn tay ngăn cản đường đi của Lê Văn Vân nói, "Anh là chó ở đâu đến, anh có tư cách vào phòng này?" "Anh là chó ở đâu đến, anh có tư cách vào phòng này?" Vưu Tường vươn tay ngăn Lê Văn Vân lại. Chương 212 miệng của ông ta lộ ra nụ cười khinh thường. Nhưng từ lúc hoàng lượng xuất hiện, luôn là bộ dạng bảo vệ Đặng Hân Hân muốn đấu không chết không ngừng với nhà họ vưu bọn họ. Anh ta nuốt nước miếng, theo bản năng nhìn về phía Lý Trạch, muốn tìm kiếm trợ giúp từ ông ta. Nhưng toàn bộ quá trình Lý Trạch chỉ cúi đầu, thậm chí còn không nói chuyện. Xong rồi, trong lòng vưu tường tràn ra cảm giác bất an. Mọi chuyện hoàn toàn vượt qua tính toán của anh ta, lần này hoàn toàn đắc tội ngân hàng Tân Hải, nếu chuyện này để người nhà hắn biết, chỉ sợ người trong nhà sẽ tước quyền kế thừa của anh ta lê văn vân bên cạnh nghe thấy những lời đó trong mắt anh lóe lên ánh sáng lạnh sau đó anh đột nhiên đứng dậy quay ra cho vưu tường một đấm bốp lê văn vân vẫn chưa dùng toàn lực dù sao đây là trước công chúng nhưng sức lực của một đấm này cũng tuyệt đối không nhỏ nhưng mà nắm đấm anh đánh ra lại bị người tên lý trạch đội mũ rộng vành ngăn lại ngay sau đó lý trạch ngẩng đầu nhìn về phía lê văn vân cười nói nhóc con sức lực không nhỏ đâu sau đó ông ta nhìn về phía hoàng lược thản nhiên nói hoàng lượng cũng nên dừng lại đi hình như hoàng lượng quen biết lý trạch sắc mặt ông ta hơi thay đổi nói tại sao ông lại ở trong này nhà họ vưu đã biết là tốt rồi lý trạch nhàn nhạt nói tôi nể mặt mũi ông nên việc này dừng ở đây đi nếu không tôi dám cam đoan sẽ không có người còn có thể cứu ông già kia của ngân hàng tân hải các người đâu làm cao tầng trong ngân hàng tân hải đương nhiên hoàng lượng biết thế giới ngầm tồn tại hơn nữa cũng tiếp xúc rất sâu nên tất nhiên cũng biết tổ chức hồng nguyệt ông ta cũng rõ ràng có sát thủ cao cấp nhất thế giới hồng nguyệt bọn họ khống chế được không ít nhà giàu sau lưng có tài sản rất khủng bố vẻ mặt hoàng lượng không biết suy nghĩ như thế nào theo bản năng ông ta nhìn về phía lê văn vân phát hiện lê văn vân đã muốn thu hồi nắm tay đi đến sofa bế đặng hân hân đứng lên được vậy tôi cũng cho ông mặt mũi nên việc này dừng ở đây đi hoàng lượng thở ra một hơi chậm rãi nói, ông ta cũng không dám đánh cược. Ngân hàng Tân Hải thần bí, nhưng khi gặp phải tổ chức sát thủ Hồng Nguyệt này, ông ta cũng phải kiêng kỵ. Từ lúc Lê Văn Vân đến vẫn không có nói lời nào, anh ôm Đặng Hân Hân nhẹ nhàng nói, "Không sao, không sao đâu, bây giờ anh đưa em ra ngoài." Lúc này Vưu Tường và Diệp Kỳ cũng không ngăn cản anh, anh đi đến cạnh Hoàng Lượng nhẹ giọng nói, "Đi trước đi." Hoàng Lượng nhìn thoáng qua Vưu Tường, sau đó đi cùng Lê Văn Vân rời khỏi quán ba. chương 213 tôi nhất định sẽ đến cửa thăm hỏi. Sao tôi biết được, vừa rồi Lê Văn Vân muốn xông vào, chúng tôi muốn ngăn anh ta lại, sau đó ông ta đến, tôi nào dám đắc tội ông ta. Diệp Kỳ cũng nói không biết gì. Sắc mặt vưu tường khó coi, anh ta xua tay nói, mẹ nó, bỏ đi, anh trạch chúng ta đổi nơi khác đi. Lý Trạch sờ cầm nói, người phụ nữ vừa rồi khiến tôi nóng, lắm rồi, cậu dẫn tôi đi dập lửa, đi. Được thôi, Vưu Tường cười tùm tìm nói, em mang anh đi hội sở cao cấp nhất thành phố Lâm Hải chúng ta. Ở cửa, Lê Văn Vân đang bế Đặng Hân Hân đi đến xe của Hoàng Lược, Hoàng Lược nhìn Đặng Hân Hân rồi lại nhìn Lê Văn Vân nói, nhà họ Vưu và những người đó cùng một chỗ nên tôi cũng không có cách nào. Lê Văn Vân sờ cái mũi nói, hiểu được, ông đưa Hân Hân về nhà trước đi. Đặng Hân Hân được Lê Văn Vân bế, nghe thấy lời của Lê Văn Vân, Cô vô thức nắm lấy quần áo của Lê Văn Vân nói, "Không, anh đưa em trở về, em sợ lắm." Thân thể của cô ấy còn hơi run rẩy. "Tha." Cô gái nào đã trải qua chuyện như vừa rồi thì tinh thần cũng đều trong trạng thái vô cùng sợ hãi và thiếu cảm giác an toàn. Lê Văn Vân cau mày, cổ tay anh vỗ nhẹ lên cổ Đặng Hân Hân, hai mắt Đặng Hân Hân chậm rãi khép lại ngất đi. Loại tình huống này thì nên ngủ một giấc thật ngon sẽ khiến cảm xúc của cô ấy bình tĩnh trở lại lê văn vân mở cửa xe ra đặt đặng hân hân vào rồi nói ông kết bạn với tôi qua wechat đi tôi gửi địa chỉ nhà cô ấy cho ông hoàng lượng cau mày ông ta nhìn lê văn vân hỏi cậu định lê văn vân gật đầu được rồi vậy cậu chú ý an toàn hoàng lượng nói đúng rồi ông cụ vẫn luôn nhắc đến cậu nói cậu đã ba năm không có liên lạc gì với ông ấy lê văn vân cười nói chờ có cơ hội đi yến kinh tôi nhất định sẽ đến cửa thăm hỏi được tôi đưa hân hân về trước. Hoàng lượng cười nói. Sau khi hai người kết bạn, Hoàng lượng lái xe đưa đặng hân hân rời khỏi quán ba. Lê Văn Vân sờ mũi, ánh mắt liếc về phía cửa quán ba lưu hỏa. Một người đàn ông trẻ mặc áo len này vẫn luôn đi theo anh từ lúc anh bắt đầu tiến vào quán ba đến giờ. Không biết là ai phải đến đây. Lê Văn Vân không để ý đến, đi đến một chỗ tối, sau đó rút ra một điếu thuốc, bật lửa châm thuốc, ánh mắt nhìn về phía cửa quán ba. Vài phút sau, anh liền nhìn thấy vưu tường và lý trạch đi từ bên trong quán ba ra nhìn thấy hai người ánh mắt lê văn vân lóe lên ánh sáng lạnh hai người kia lên một chiếc xe thể thao màu trắng ngay sau đó xe thể thao khởi động mà phía sau lê văn vân cũng di chuyển giống như một con báo săn mồi cả người lê văn vân bỗng lao ra tốc độ của anh còn nhanh hơn cả chiếc xe thể thao kia mẹ ơi nhanh quá sắc mặt ngô nghiêu vẫn đi theo bên cạnh lê văn vân thay đổi anh ta vội vàng muốn đi theo những phát hiện hoàn toàn không theo kịp. Con đường này là một đường thẳng không có đường rẽ, Lê Văn Vân đi trước đến một đoạn đường không người, anh thấy được có một cái cột mốc đường đằng trước, dưới chân phát lực cả người nhảy lên rừng ở trên cột mốc. Ở đằng xa, chiếc xe thể thao màu trắng bật đèn pha đi đến, tốc độ không phải rất nhanh, chậm rãi chạy đến. chương 214, đúng như ông nghĩ, tôi là... Số 0, xe đâm mạnh vào vòng bảo hộ ven đường. Đây chính là người gác đêm số 0, là sát thần từng khiến thế giới ngầm sợ hãi, là chiến thần của người gác đêm. Ánh mắt Lê Văn Vân lạnh lẽo nhìn xe thể thao bị vòng bảo hộ ngăn lại, ánh mắt anh lạnh lùng chậm rãi đi qua đó. Trong xe, Vưu Tường và Lý Trạch đều đầu rơi máu chảy, Vưu Tường hoàn toàn không động đậy được, cả người anh ta cuộn lại, chỉ nhìn thấy một đôi chân đang đi đến. Cứu, cứu. Anh ta muốn cầu cứu nhưng chữ mạng còn chưa nói ra. Lê Văn Vân đạp một cái vào gáy anh ta, Vưu Tường trực tiếp ngất đi. Dầm, lúc này, cửa xe bên kia mở ra. Lý Trạch giấy ruộng muốn đi ra, Lê Văn Vân cười lạnh đi đến bên kia, sau đó ngồi xổm xuống. Lý Trạch ngừng đầu, ông ta cắn răng nhìn Lê Văn Vân nói, là cậu, tôi đã đánh giá sai cậu rồi, không nghĩ đến cậu lại là một cao thủ ẩn giấu. Lê Văn Vân không để ý đến ông ta, tay đưa ra lục lọi rồi rút con dao găm bên hồng ông ta ra trên trán lý trạch ứa mồ hôi lạnh nói cậu vì một người phụ nữ bình thường mà giết tôi tôi là người của hồng nguyệt cậu đã có thân thủ như vậy khẳng định biết người gác đêm tồn tại cậu xác định muốn đối đầu với hồng nguyệt hồng nguyệt lê văn vân cười nhạo nói bởi vì một câu của tôi lão già bùi nghinh tùng kia đã trốn trên cao nguyên nhiều năm như vậy tên hồng nguyệt này cũng xứng uy hiếp tôi cậu là đồng tử của lý trạch bông co rụt lại lê văn vân cười lạnh nói đúng như ông nghĩ tôi là số không giọng của lê văn vân lạnh lùng giống như tử thần lý trạch nghe thấy lê văn vân xác nhận xong tinh thần hoàn toàn căng chặt ông ta vội vàng nói tôi sai rồi tha cho tôi chỉ cần cậu tha cho tôi một mạng tôi sẽ làm thịt tên vưu tường này tôi sẽ xử cả nhà bọn họ đều là vưu tường muốn làm như vậy tôi nhà họ vưu lê văn vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua vưu tường nói để anh ta chết dễ dàng như vậy đúng là không có ý nghĩa gì có lúc người còn sống còn thống khổ hơn so với chết tôi sẽ chậm rãi chơi với anh ta lê văn vân nhìn lý trạch trước mặt còn ông trong lúc nói chuyện cổ tay anh chuyển động nháy mắt cắt đứt hít hầu của lý trạch máu tươi không ngừng chảy xuống dưới sau khi làm xong tất cả lê văn vân lấy ra di động gọi cho phạm nhược tuyết đầu kia nhanh chóng nhận điện thoại giọng của phạm nhược tuyết truyền đến alo làm sao vậy chương 215 tôi không theo kịp anh ta nên mất dấu rồi. Lúc này chuông điện thoại của anh ta vang lên, đầu bên kia vang lên giọng của số 2, sao cậu vẫn luôn di chuyển vậy? Tôi đang đuổi theo, tôi đang đuổi theo, anh ta chạy nhanh quá. Ngô Nhiêu thở hổn hển nói, vừa rồi, vừa rồi ở phía trước đã xảy ra một tiếng nổ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu đến bên kia trước đi, tôi lập tức đến đó. Đầu bên kia, số 2 nói xong rồi cúp điện thoại. Ngô Nghiêu không dám dừng lại, anh ta lo lắng bản thân lại mất dấu, tiếp tục dọc theo đường cái chạy về phía trước, chạy được vài phút vẻ mặt anh ta thay đổi, nhìn thấy một chiếc xe bị lật, anh ta ngừng lại, hai tay chống đầu gối thở hổn hển. Khi mắt anh ta nhìn thấy máu tươi đang từ trên xe chảy xuống, đồng tử hơi co rụt, vội vàng đến gần, nhìn thấy vết bị quẹt ở trên đường cái và đầu xe thể thao bị bẹp xuống, trên mặt anh ta lộ vẻ chấn động. Không phải là bị anh ta mạnh mẽ dừng xe tạo thành chứ? Ngô Nghiêu nuốt nước miếng. Anh ta nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của Lê Văn Vân. Qua hai phút, một thân hình duyên dáng nhanh chóng đến cạnh Ngô Nghiêu. Khác với Ngô Nghiêu thở hổn hển, hô hấp của cô gái này rất thông thuật. Cô gái có một đầu tóc ngắn, sau khi đến thì nhìn thoáng qua chiếc xe, nhìn thấy dấu tay trên đầu xe, vẻ mặt cô hơi khác thường, quả thật là anh ấy, người đâu. Vẻ mặt Ngô Nghiêu cầu xin tôi, tôi không theo kịp anh ta nên mất dấu rồi. Cô gái tóc ngắn nhướng mày, cũng không mắng Ngô Nghiêu, cô ta rất rõ ràng Lê Văn Vân mạnh mẽ đến loại trình độ nào, nếu Lê Văn Vân muốn cắt đuôi Ngô Nghiêu thì quả thật là chuyện rất đơn giản. Biết tại sao anh ấy lại ra tay với hai người này không? Số 2 lại hỏi. Trước đó tôi đi theo nghe thấy một ít chuyện, hình như là hai người này ra tay với một người bạn nữ của anh ta, còn có quan hệ với ngân hàng Tân Hải, sau khi anh ta cứu cô gái đó ra thì chạy đến đây chặn bọn họ. Ngô Nghiêu nói, số hai suy tính lại nhìn lý trạch trên mặt đất cô ta cười nói không ngờ anh ấy lại giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ luôn chuẩn bị đi trước đi chắc người gác đêm đã phái người đến xử lý rồi vậy lại không tìm thấy anh ta ngô nhiêu cười khổ khi nào chúng ta mới được quay về người gác đêm chứ số hai cười nhìn bầu trời đêm thản nhiên nói có quan hệ với ngân hàng tân hải là đủ cho tôi tìm được anh ấy rồi ngày mai đi ngân hàng tân hải ngô nhiêu sửng sốt ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lê Văn Vân không để ý đến chuyện phía sau, nhưng đêm hôm nay chắc chắn là một đêm mất ngủ với nhà họ Vưu. Vưu Huyên nhận được điện thoại của bệnh viện, Vưu Tường không rõ sống chết. Bọn họ chạy đến bệnh viện thì phát hiện Lý Trạch đi theo Vưu Tường đã mất tích. Gọi điện thoại cũng không gọi được, gửi tin nhắn WeChat cũng không trả lời, đã hoàn toàn mất liên lạc. Audio điện tử võ tấn bền chương 216 Diệp Mộng là một cô gái rất nghệ thuật. Nhưng bố mẹ Lê Văn Vân vẫn chưa ngủ, nhìn thấy Lê Văn Vân trở về, bọn họ vội vàng đứng lên, vẻ mặt lo lắng, Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi, bố mẹ, sao hai người con chưa ngủ? Lê Cảnh An nói, Văn Vân, hôm nay bố mẹ đi nhìn biệt thự kia, quá to rồi, vốn bố chỉ nghĩ hơn một ngàn vạn, vậy mà biệt thự kia ít nhất cũng mất vài triệu, còn không tính trang trí rồi rượu vang bên trong nữa. Tào Vân cũng vội vàng nói, đúng vậy, Văn Vân, con lấy đâu ra nhiều tiền như? Vậy, Lê Văn Vân hơi sửng sốt, trong lòng thì đem lôi bân mắng một trận, anh vội họ một tiếng nói, được rồi, bố mẹ, con nói thật, thật ra biệt thự đó là lôi bân, tổng giám đốc lôi tặng cho con, không phải con đã nói rồi sao, vài năm này con không đi tù, con quen biết tổng giám đốc lôi là vì con từng cứu ông ta một mạng, biệt thự đó chính là ông ta tặng cho con, bình thường con không ở đó nên tặng cho bà ngoại. Lê Cảnh An sửng sốt, nếu nói là lôi bân thì cũng hiểu được nhìn thấy bọn họ chưa tin tưởng lê văn vân lại nói như vậy bố nếu bố không tin thì bây giờ bố gọi điện thoại cho tổng giám đốc lôi hoặc là ngày mai đi làm hỏi anh ta cũng được được rồi bố tin tưởng con lê cảnh an nói vậy con đi ngủ sớm đi ngày mai còn đi làm lê văn vân thấy rất đau đầu anh cảm thấy vẫn nên chuyển ra ngoài ở riêng anh rửa mặt xong thì về phòng vừa nằm xuống thì thấy có tin nhắn Lê Văn Vân cầm lấy nhìn thì là Trần Hy gửi đến. Có đó không? Lê Văn Vân vội vàng trả lời, có, sao vậy? Ngày mai anh có rảnh không? Lúc trước anh đã đáp ứng làm người mẫu cho tôi, nếu ngày mai anh rảnh. Tôi muốn mời anh đến đây một chút. Trần Hy gửi tin nhắn đến còn nhắn thêm hai cái biểu tượng thẹn thùng. Được, Lê Văn Vân gật đầu nói, ngày mai cô gửi địa chỉ cho tôi là được. Được, 10 giờ sáng ngày mai, chúng ta không gặp không về. Trần Hy lại lại gửi tin lại kèm theo biểu tượng cảm xúc. Sau đó, cô ấy gửi địa chỉ qua. Lê Văn Vân xem xong thì bỏ di động xuống ngồi xếp bằng. Đồng thời, trong nhà họ Diệp, Diệp Mộng đang ngồi ở trong phòng, phòng ngủ của cô rất rộng, lúc này cô đang ngồi trước bàn học đeo một cái kính mắt, trong tay đang cầm một quyển sách nhìn rất chăm chú. Diệp Mộng là một cô gái rất nghệ thuật. Cô thích những thứ như trà nghệ, văn học. Cốc cốc cốc, Lúc này tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Cô nhíu mày đặt sách lên trên bàn, sau đó đi tới cửa mở cửa ra. Chương 217, loại cặn bã này đáng chết. Nói xong, cô cầm lấy chìa khóa xe trên bàn đẩy Diệp Kỳ ra, trực tiếp lái ô tô rời đi. Rất nhanh, cô đã chạy đến nhà Đặng Hân Hân, sau đó bấm số điện thoại của Đỗ Tịch Tịch. Sau khi cửa mở ra, cô vội vàng vọt vào hỏi, Hân Hân không bị gì chứ? Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt đều mờ mịt nhìn cô. Thực tế thì cả hai người họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Đặng Hân Hân bị Hoàng Lượng đưa về, Hoàng Lượng chỉ bảo rằng bọn họ là cấp trên của Đặng Hân Hân, chuyện liên quan đến Đặng Hân Hân thì ông ta lại chẳng hé nửa lời. "Chị Hân Hân ngủ rồi, vẻ mặt chị thế này, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" Đỗ Tịch Tịch hoài nghi hỏi. Diệp Mộng hé miệng, thoáng nhìn hai người Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt một lúc, thở dài một hơi, vì muốn để vưu tường hủy bỏ hôn ước với chị, Lê Văn Vân đã vận dụng quyền hạn của chiếc thẻ kim cương kia, yêu cầu ngân hàng Tân Hải trừng trị nhà họ vưu, chuyện này do hân hân phụ trách. Sau đó vưu tường muốn đi thăm dò hỏi ý xem ai là người nắm giữ thẻ kim cương, thế rồi anh ta ra tay với hân hân, hôm nay hân hân bị bọn họ trói đến quán ba lưu hỏa. Nghe đến đây, con người của Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt đồng thời thoáng co rụt lại. Mặt Trần Hiểu Nguyệt lộ vẻ giận dữ bắt đầu kích động nói, tên vưu tường đó thật là quá quát. Đỗ tịch tịch nhìn Diệp Mộng nói, đàn chị Diệp Mộng này, trước đây em vẫn cho rằng đây là chuyện riêng của chị, vậy nên em vẫn mãi chẳng nói gì, thế nhưng nhân phẩm của tên vưu tường này có vấn đề cực lớn, chị thực sự không thể gả cho tên đó được, bây giờ dù đã rời lễ đính hôn lại, thế nhưng hai người vẫn chưa nói chuyện hủy hôn ước, chị phải suy nghĩ kỹ đi. Nhà họ Diệp của chị cũng không thiếu tiền, có vấn đề gì trên phương diện làm ăn thì cùng lắm thu gom tiền bạc lại, tìm những người khác hợp tác là được, cần gì phải chọn hy sinh hạnh phúc của chị chứ?" Diệp Mộng cúi đầu nói, "Yên tâm đi, bây giờ còn chẳng biết lúc nào mới làm lễ đính hôn nữa, vừa nãy anh đã nói với chị rằng Vưu Tường đã gặp tai nạn xe cộ vào bệnh viện rồi. Thiếu chút nữa cả đám đã phải chết." Chương 218, tập đoàn Hoàn Vũ. Tần Quốc thành mắng một câu, "Chuyện này đúng là khó mà, Đặng Phổ Tư con chó kia là người đoạt huân chương tinh diệu thập tự đời đầu tiên, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, số 2.000 vạn lần không nên, cực kỳ không nên chém tên cháu trai của tên đặng phổ từ đó vào mấy ngày trước. Tất hoa vỗ thở dài nói, hai, bên này không để Lê Văn Vân quay về người gác đêm đoán chừng cũng vì cân nhắc điều này, nếu Lê Văn Vân biết sự thật, chỉ sợ tên đó đã trực tiếp cầm đao giết đến rồi, lúc đó sẽ có mâu thuẫn lớn. Được rồi, chuyện này chúng ta làm cho có một chút là đủ rồi, bọn họ có hỏi đến thì cứ bảo đánh không lại số 2 là được. Tần Quốc Thành vuốt đầu mình nói, vợ và mẹ vợ trước đó của Lê Văn Vân đâu? Không chịu đi, Tất Hoa vô im lặng nói, hai người này đúng là khiến người ta hơi đau đầu, khoảng thời gian này họ ở lại đây, nghe được người của chúng ta nói, mưa dầm thấm đất, hiểu rằng Lê Văn Vân rất có tiền cũng rất lợi hại, thế rồi, cứ nói là phải chờ Lê Văn Vân quay về. Đợi tên đó trở về làm gì? Tần Quốc Thành mắng nguyễn vũ đồng kia nói là để phục hôn với lê văn vân nói mấy lời gì mà kiểu như lê văn vân vẫn yêu cô ta tôi nghe cũng muốn đổ mồ hôi lạnh tất hoa vũ nói tôi nói đúng là rùa cặp mẹ con này đúng là con mẹ nó không biết xấu hổ tân quốc thành mắng hết cách rồi bọn họ muốn ở lại thì cứ cho bọn họ ở lại đi chuyện này là lê văn vân tự tìm phiền phức cứ chờ lê văn vân quay lại tự xử lý đi tất hoa vũ cười hì hì nói khỏi phải nói tôi còn có phần mong chờ, xem đến khi ấy Lê Văn Vân sẽ làm thế nào. Đây nhất định sẽ là một vở kịch hay nha. Ánh mắt Tần Quốc thành thoáng lóe lên, tiếp đó trên mặt ông ta cũng lộ ra nụ cười bị ổi. Hai người cùng hiểu lẫn nhau, duỗi tay đập tay. D. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau cũng như mọi ngày khác, Lê Văn Vân bị Lê Cảnh An gọi dậy. Hai người đến công ty, Lê Văn Vân vẫn dùng lý do mua bữa sáng cho lôi bân, vừa đến cổng công ty đã lập tức chạy biến chỉ là lần này anh không trực tiếp đến nhà đặng hân hân, mà lại thuê xe, chạy đến địa chỉ Trần Hy gửi cho mình. Rất nhanh, Lê Văn Vân đã ngừng lại trước của một tòa văn phòng, trên mái tòa văn phòng hiện bốn chữ lớn tập đoàn Hoàn Vũ. Nơi đây hẳn là tổng bộ của tập đoàn Hoàn Vũ. Khi đến cửa, từ xa xa Lê Văn Vân đã thấy Trần Hy cõng lấy bản vẽ, bên cạnh cô ấy còn có một nam một nữ. Sau lưng cả hai cùng cũng một chiếc bàn vẽ tương tự, hẳn là bạn học của cô ấy. Tất nhiên Lê Văn Vân chẳng hứng thú gì với người nam, ánh mắt của anh chủ yếu tập trung lên người cô gái kia. Cô gái kia có vẻ gần bằng tuổi với Trần Hy, một đầu tóc dài đen nhánh rối tung thả sau lưng, thân cao gần một thước 67, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, chẳng phân cao thấp với Trần Hy, chỉ là xem ra có vẻ hoạt bát hơn. Trần Hy rất nhiều. chương 219 nói tóm lại thì, rất nghệ thuật. Lê Văn Vân thoáng nhướng mày, bây giờ mới bắt đầu nhìn về phía người nam kia vừa nhìn người này, lông mày của anh lập tức nhẹ cao lại. Dùng một từ để hình dung, đây quả là hoa hòe hoa sói. Trang phục trên người anh ta là cả thân đồ hiệu, màu sắc rực rỡ. Không biết nghĩ cái gì mà trên đầu anh ta cũng nhuộm tóc màu xanh lá, cực gây chú ý. Trên lỗ tai mang khoen, trên lỗ mũi cũng mang khoen. Nói tóm lại thì, rất nghệ thuật. Thấy ánh nhìn của Lê Văn Vân, Trần Hy cũng vội vàng nói, Lê Văn Vân, giới thiệu với anh chút nhé, đây cũng là bạn học của tôi, Lê Tử Dụ. Lòng Lê Văn Vân thoáng động đậy. Cái tên này, trái lại anh có chút ấn tượng, người thừa kế thứ ba của nhà họ Lê, em trai của Lê Tử Thiện. Chỉ là Lê Văn Vân không nhớ rõ mặt của người đấy lắm, trước đó khi anh bị mang đi, Lê Tử Thiện chỉ mới 11-12 tuổi. Bây giờ tất nhiên đã có sự thay đổi cực lớn. Nhìn thấy người nhà họ Lê, đôi mắt Lê Văn Vân lập tức không nhịn được thoáng hiếp lại. Lê Tử Du nhìn Lê Văn Vân, khóe miệng hơi để lộ ý khinh thường, Trần Hy này, cậu không biết rõ tên Lê Văn Vân này đi, tên này chính là người say mê gian dâm Diệp Hinh nhà họ Diệp 9 năm trước, ngồi tù mất 9 năm, gần đây trong nhà Lê Hoán nói tên này đã ra tù về lại Lâm Hải rồi, không ít người nhà họ Lê chúng tôi đều đang bàn luận về chuyện này. Trần Hy nhíu mày nói, Lê Văn Vân là bạn của tôi. Nghe thấy lời này của Trần Hy, trước hết Lê Tử Du chợt ngây ra, sau đó anh ta nhìn về phía Lê Văn Vân, trong mắt có thêm một phần đố kỵ. Lê Văn Vân bắt được vẻ ghen ghét hiện lên trong mắt anh ta, trong lòng khẽ động. chương 220 anh ta giận đến điên người, Lê Văn Vân kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Giai Kỳ, cô nhóc này, được lắm. Ở Lâm Hải, đúng là không có nhiều người có gan dám nói chuyện với người nhà họ Lê như thế. Khuôn mặt của Lê Tử Dụ thoáng co giật, nhưng cũng không dám nói lại lời nào trần hy kéo tay lê văn vân nói lê văn vân anh đừng để ý chúng ta vào phòng vẽ tranh trước đi lê văn vân nhún vai nói không thành vấn đề nhìn thấy trần hy bất ngờ chủ động lôi kéo cánh tay lê văn vân mắt lê tử dụ đã sắp phun ra lửa anh ta hận liếc mắt nhìn lê văn vân đồng thời tiến vào văn phòng cùng lúc ấy con người của anh ta cũng chuyển động nghiến răng nghiến lợi nói chờ một thời gian nữa nhất định tôi sẽ khiến anh mất mặt đến chết một nhóm bốn người cùng bước đến phòng vẽ tranh. CD2. Không thể không nói, kẻ có tiền quả thật không theo lẽ thường. Trần Hy còn đang học đại học đã có được nguyên cả một tầng của tòa văn phòng làm phòng vẽ tranh cho bản thân, bên trong bầy đủ loại họa cụ. Sau khi đến, Trần Hy nói, ừm, có lẽ chúng tôi sẽ phải vẽ tầm 2 tiếng đồng hồ, chờ một lúc có thể hơi mệt, anh kiên trì chút nhé. Chờ vẽ xong rồi, buổi trưa tôi sẽ mời anh ăn một bữa tiệc thịnh soạn lê văn vân cười nói không sao bấy giờ trần hy mới kéo lê văn vân đến ngồi trên một chiếc ghế tiếp đó mặt của cô ấy thoáng đỏ lên cái này anh có thể cởi quần áo được không lê văn vân khẽ giật mình chúng tôi chủ yếu muốn vẽ đường cong cơ bắp trần hy vội vàng nói lê văn vân gãi đầu nói cái này chúng tôi còn chưa thẹn thùng đâu sao anh lại xấu hổ vương giai kỳ đứng bên cạnh cười hì hì nói lê tử dụ không nói gì chỉ là ánh mắt của anh ta cực kỳ khó nhìn anh ta đã quen biết trần hy rất lâu rồi nhưng đến tận bây giờ trần hy vẫn chưa từng dùng loại giọng ấy nói chuyện với anh ta phần lớn thời gian giọng trần hy khi nói chuyện với anh ta cũng chỉ mang vẻ qua loa lạnh như băng huống chi là để lộ loại cảm giác mặt đỏ thẹn thùng này anh ta giận đến điên người bên kia lê văn vân vội ho một tiếng nói cái này cũng không thành vấn đề gì chỉ là tôi sợ sau khi cởi đồ rồi mấy người sẽ yêu tôi mà thôi hừ, vương dai kỳ xì một tiếng. Trần Hy chép miệng nói, đã làm phiền anh rồi, để lại một cái quần lót là được, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị hỏa cụ trước, anh cứ cởi đồ trước đi, cởi xong rồi tôi lại đến giúp anh bày tư thế. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 220